xe gì thế? Đây xe cứu thương. Đây là xe cứu thương. Xe cứu thương, ambulance. Ambulance. Ok, nào, à, một giỏ đi. Wow. Đi tiếp thôi. Wow, xe gì đây? Ở phòng trong. Wow. Xe máy xúc. Máy xúc. Wow. Đây, đây là một chiếc xe bê tông. Chiếc xe bê tông đẹp quá. Bê tông màu vàng. Ok, nhà trứng thảo rồi. Ok, để tiếp tục đi nào. Đây, có xe tăng. Wow, có xe gì đây? Nghe có xe gì đây? Xe tăng. Xe tăng đẹp quá. Bùm. 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 Ok, xe tăng. Xe tăng. Oh, wow. Wow. Xe gì này? Đây xe chở cát. Xe tải. Xe tải chở cát. Ok, xe tải. Chờ đây. Wow. Wow, xe gì đây anh nhé? Đây là một chiếc xe tải chở đồ. Xe tải chở đồ, có thể cho đồ vào trong đây. Ok, rồi, xe giỏ đi nào. Chiếc xe cứu hỏa. Wow, cái xe gì đây? Xe cứu hỏa. Xe cứu hỏa. Wow, xe cứu hỏa xuống to thế. Quẩn ra. Ok, tháo cái giỏ nào. Wow, xe gì đẹp thế anh nhé. Đây là chính là một xe cảnh sát. Wow, cảnh sát. Wow, xịn thế. Cảnh sát xịn thế. Thôi, để mà giỏ thôi. Xe cảnh sát xịn quá. Ok. Tiếp nào. Đây là hướng. Wow. Đây là xe chở rác. À, xe thùng chở rác đúng không? Có thể cho rác vào trong đây được. Ok, rồi xếp một giỏ nào. Yeah, chúng ta có nhiều xe này quá. Yeah. Wow. Wow, xe gì đẹp thế anh em ơi. Đây là chúng ta xe bê tông. À, xe chuẩn bê tông. Chuẩn bê tông. Xe chở bê tông đẹp quá. Rồi anh nhé cho vào giỏ nào. Wow, nhiều xe đẹp quá. Nào các bạn bye bye nào. Bye bye. Yeah.